Xin chào tất cả các bạn, mình là Mai Vân Trang và chào mừng các bạn đã trở lại với YouTube channel của mình. Và hôm nay là một video mình đã để dành đến hơn 2 năm một tí để làm. Đấy chính là về kem chống nắng hóa học. Ngày xưa thì mọi người chỉ thấy mình nói về kem chống nắng vật lý hoặc là kem chống nắng online. Tuy nhiên thì phải đến tận bây giờ mình mới có đủ trải nghiệm để mình nói về kem chống nắng hóa học. Và mình xin chia sẻ một xíu về câu chuyện kem chống nắng hóa học của mình. Đấy chính là nó dựa vào chủ yếu cái thời lượng mà bạn ở ngoài nắng và cái lifestyle của bạn. Nói chung chung là như thế. Tức là ví dụ cách đây 3 năm khi mà mình làm người mẫu, cái thời lượng ở ngoài nắng hàng ngày của mình là khoảng từ 10 đến 12 tiếng. Thời gian đó mình không dùng được kem chống nắng vì mình bị kích ứng, mình không thoa lại được. Nói chung là do cái lifestyle nó quá kinh khủng như thế, mình không làm được video về kem chống nắng hóa học. Còn bây giờ sau 3 năm thì mình làm investor và mình chỉ ở nhà, thì cái lifestyle của mình nó tương đương với những người mà đi làm nhà nước hay là học sinh hay là công nhân viên văn phòng. Nghĩa là bây giờ cái nhu cầu của mình và cái lifestyle của mình đã thay đổi, nên là mình đã lựa chọn và sử dụng kem chống nắng hóa học. Về những thông tin cơ bản về kem chống nắng thì mình sẽ không nói lại nữa. Các bạn có thể xem lại những video trước của mình, hoặc là có rất nhiều các video khác ở trên mạng các bạn có thể tham khảo về những thông tin trong kem chống nắng, một kem chống nắng tốt mà các bạn có thể lựa chọn. Còn trong video này thì vì cái khối lượng review mà mình sẽ nói rất là nhiều, nên mình sẽ cố gắng đưa cho các bạn thông tin nhiều nhất ở trong từng mục, nên các bạn hãy cố gắng xem hết từ đầu đến cuối. Và nếu các bạn muốn support mình thì các bạn có thể like và subscribe cho channel của mình. Trong video này thì không có mỗi một mình mà sẽ có rất nhiều người đồng hành nữa. Ví dụ như là một quyển sổ cực tím mình dùng để ghi lại những trải nghiệm về từng loại kem chống nắng, một cái UV kem. Cái UV kem này thực ra không còn mới nữa, nó đã được mọi người biết đến từ cách đây 1 đến 2 năm rồi. Cái UV kem này được sử dụng chỉ để nhìn và soi và so sánh các loại kem chống nắng hóa học thôi. Trong này sẽ không có một loại chống nắng light hay là vật lý gì hết, mà chỉ có thể xem được chống nắng hóa học. Cái UV kem này sẽ phát ra một cái tia để có thể đo được là cái sản phẩm kem chống nắng mà mình dùng ấy nó có bền hay không trong cùng một không gian và môi trường. Hai là nó, nghĩa là nó càng đen tức là khả năng chống nắng hóa học của nó càng tốt. Tuy nhiên là nó rất khó để so sánh vì mình đã làm một cái minh họa với một người đồng hành cùng với mình như sau. Các bạn có thể xem là nếu mà các bạn sử dụng cái UV kem này ở trong một cái khoảng rất là rộng, dù là trong một bề mặt, nhưng mà cũng rất là khó để có thể xem được là cái nào đậm hơn cái nào một cách thật là chi tiết, vì nó rất khó lắm. Bạn sẽ nhìn thấy một màu đen hết à, khó để phân biệt được, tại vì nó kiểu 50 shades of blacks ấy. Mình sẽ review chi tiết hơn vào từng loại và mình sẽ so sánh với nhau những đặc tính của nó này, nó có bền hay không này. Dựa vào UV kem thì mình sẽ biết được là sản phẩm đó có chống nắng tốt không, có phủ đều không, và khoảng lượng bao nhiêu kem chống nắng là đủ để gọi là che phủ toàn bộ gương mặt của mình. Và một lưu ý nhỏ nữa là cái máy này chỉ có thể xem được và đánh giá được cái khả năng chống UVA thôi. Còn UVB thì mình sẽ phải nhìn vào thành phần hóa học của nó. Thực ra mình lại nói thêm một lần nữa, các bạn khó mà có thể nhìn vào một cái bảng thành phần hóa học để có thể đánh giá cái sản phẩm đấy tốt hay không. Các bạn cần phải thử, nghĩa là không có một cách nào ngoài thử cái sản phẩm chống nắng cả. Và mình xin phép nói nốt một cái thông tin này thôi, đấy chính là cảm nhận chung của mình về kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý. Thì với một số tiền lớn mình đã bỏ ra để mua cả hai loại kem chống nắng này, ví dụ gần đây nhất thì mọi người cũng biết là mình đã tiêu khoảng hơn 20 triệu cho kem chống nắng. Kem chống nắng vật lý được nổi tiếng hơn với việc là đỡ gây kích ứng và nó thân thiện hơn với da mặt. Còn kem chống nắng hóa học thì có thể nó sẽ gây kích ứng hơn vì da mình có thể dị ứng kích ứng với một vài thành phần của kem chống nắng hóa học. Tuy nhiên thì sau khi thử rất nhiều sản phẩm thì mình thấy cái điều này nó không đúng lắm, vì cả hai sản phẩm đều có thể gây kích ứng cho mình. Vì không phải kem chống nắng vật lý nào mình cũng dùng được, và không phải kem chống nắng hóa học nào mình cũng bị kích ứng. Điều đấy là sai, mình phải thử mình mới biết được, nên là chúng mình đừng bị những cái stereotype. Điều thứ ba cuối cùng đấy chính là về texture. Thường về kem chống nắng vật lý thì bao giờ nó cũng sẽ trắng hơn, nó sẽ đợi mất một thời gian để có thể kiểu bằng lại với tông da của mình, hoặc là nó bệt, hoặc là nó bết, hoặc là nó bị cast. Còn về với kem chống nắng thuần hóa học thì thường nó sẽ có một cái texture cực kỳ mịn, cực kỳ mướt, thường nhé. Vì sau khi thử từng này sản phẩm thì mình không chắc cái câu này nữa. Là nó sẽ mướt và nó sẽ mịn hơn, nó sẽ nhẹ mặt hơn, và lượng sử dụng các bạn cũng sẽ dùng được khoảng ít hơn. Và đấy là tất cả những disclaimer mình muốn nói trước khi mình vào video này. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu thử nghiệm 26 loại kem chống nắng hóa học. Và sản phẩm đầu tiên và cũng khá là rẻ khi mà mình bất ngờ bắt gặp được của Watson, cái này là
hàng của Watson luôn, mình cũng mua Watson luôn. Nó chỉ có 98.000. Sản phẩm này là Aqua Gel và sản phẩm này là Mousse, tức là cái kết cấu của sản phẩm nó khác nhau, một cái là nước dạng lỏng và một cái là dạng hơi kem một chút. Việc bất ngờ đầu tiên đấy chính là bảng thành phần. Lúc đầu mình nghĩ hai cái sản phẩm giống nhau như này sẽ có một cái bảng thành phần chống nắng tương tự nhau, tức là sunscreen agent sẽ giống nhau, tuy nhiên nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như là cái Aqua Gel này nó có 5 thành phần chống nắng. Cái sản phẩm Mousse này nó lại chỉ có 3. Tuy nhiên là mình thấy cái mức độ gọi là chống nắng của nó khá là tương đương nhau. Nhưng các bạn ạ, nhưng cái sản phẩm nó crisp kinh khủng khiếp, tức là nó bị bết dính ấy, nó tạo màng, nó tạo viền. Toàn bộ cái vùng mà nó liên quan đến tóc của mình, cái lông như thế này á, là nó bị bết. Những cái vùng như thế này nó có thể kỳ ra được ghét. Khi nhìn vào cả hai bảng thành phần của hai cái sản phẩm này thì đều có một cái sự phổ rộng, tức là theo lý thuyết nó sẽ có cái khả năng chống nắng rất dài, phổ rộng và bền vững. Tuy nhiên khi mà mình test thử lên á, ví dụ lên UV cream, mọi người sẽ nhìn thấy là nó không bền thế nào cả. Khi mà bôi lên á, thứ nhất là nó đã không đều, và thứ hai cái sản phẩm này không đều luôn này, nhìn cái sự che phủ của nó không che phủ được toàn bộ mặt mình. Và cái sản phẩm này nó tốt hơn rất nhiều, nó không crisp, đấy là cái chắc chắn rồi, tại vì mình sẽ không thích một cái kem chống nắng nào khiến mình bị bệt và ghét và bẩn cả. Để mình đọc cho các bạn những cái mà mình đã viết về Water Gel. Nó châm chích ngay khi mà mình chạm lên da ấy. Độ che phủ UV trung bình, có mùi hương nhân tạo. Nếu các bạn nào mà kiểu có bị kích ứng với cái fragrance thì các bạn nên lưu ý một chút. Kết cấu nước rất ướt, mất rất lâu để nó có thể tạo màng. Còn mousse thì khô ráo rất nhanh, tuy nhiên là hơi khô quá, có mùi hương liệu, ít crisp, nhưng mà đôi khi cái lúc mà đến cuối ngày á, cái chỗ này của mình nó vẫn bị hơi mủn ra một tí, mình cũng không thích cái điều đấy. Tuy nhiên là nếu mà bôi thường xuyên thẳng lên luôn thì không có bị làm sao hết. Cả hai đều không lên tông, nhẹ mặt, không bóng. Nói chung là hai cái này nó còn lì cơ chứ không phải là bóng. Có chiết xuất witch hazel, mặc dù người ta ghi là nó sẽ làm dịu da, tuy nhiên nếu các bạn nào mà có dị ứng với cái thành phần này thì các bạn cũng nên lưu ý một chút. Sản phẩm này nếu mà các bạn bôi lên da thì hãy tán nhanh ngay lập tức, tại vì là nó dạng mousse nhưng mà nó lại thấm nhanh và nó khô nhanh ấy. Mình cảm giác dùng xong cái này da bị hơi khô, nên nếu mà lựa chọn hai sản phẩm này thì các bạn hãy chọn sản phẩm này để thử, chứ sản phẩm này thì mình cảm giác là hơi phí tiền. Và tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với Claire và Misha. Đầu tiên là mình sẽ nói về Claire trước. Cái sản phẩm này tên đầy đủ là Soft Airy UV Essence SPF 50+ Broad Spectrum PA 4+. Đại khái là nếu mà các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy đây là một cái kem chống nắng có cái dạng sệt lỏng lỏng như nước. Nếu mà nó là essence thì nó sẽ thấm nhanh và nó ráo, và nghe là đã biết là đây sẽ là một cái kem lót rất là đẹp ở dưới make up. Và đúng là nó như thế thật. Để đánh giá về thành phần chống nắng hóa học thì chỉ có hai thành phần thôi, là hai thành phần chống nắng thế hệ mới, Uvinil A+ và Uvinil T150. Thì hai cái thành phần này bản thân của nó đã chống nắng phổ rộng UVA 1, UVA 2, UVB rất là tốt và có cái sự ổn định bền vững cao. Tuy nhiên là khi mà mình test lên UV cream ấy, thì cái sản phẩm này nó tản chống nắng không đều. Tức là khi mà nhìn lên các bạn cũng biết luôn là cái sự chống nắng của nó cứ yếu ớt, nó cứ mong manh ấy. Ngay khi bôi lên đúng ra là nó đã phải chứng minh cho mọi người biết là nó là một loại kem chống nắng khỏe. Tuy nhiên thì sự thật thì nó lại không như thế. Thì khi mà mình bôi lên á, mình chỉ nhớ là nó rất châm chích. Hầu hết tất cả kem chống nắng thì mình đều bôi lên mắt, dù người ta nghĩa là bôi lên cái vùng mắt, cái vùng mi này, dù người ta bảo là có bôi hay không. Tuy nhiên một số sản phẩm thì nó không châm chích với mình, còn một số sản phẩm lại châm chích. Nhưng với những bạn mà cẩn thận thì tốt nhất là các bạn không nên bôi lên vùng mắt. Tuy nhiên là mình vẫn bôi, mình không muốn lão hóa ở những phần đấy, và mình cũng muốn mình được bảo vệ hoàn toàn tuyệt đối nên là mình có bôi lên. Tuy nhiên sản phẩm này cực kỳ châm chích lắm luôn á. Thế nên là mình đã cay mắt và mình chảy nước mắt toàn bộ cái thời gian bôi và khoảng tận 5 phút sau đấy, tức là nhiều. Bình thường cái sự châm chích của kem chống nắng hóa học nó sẽ biến mất sau khoảng 1 phút tầm đấy thôi. Tuy nhiên sản phẩm này châm chích nhiều. Chính vì cái sự mà chống nắng nó không đều như thế nên mình hy vọng các bạn sẽ dùng nhiều hơn bình thường. Nghĩa là mình đã dùng, mọi người hầu hết thường biết là mình dùng hơi bị nhiều kem chống nắng. Tuy nhiên mình dùng nhiều như thế mà nó cái độ che phủ nó vẫn không cao ấy. Nên mình cứ nhấn mạnh với các bạn là các bạn hãy, nếu dùng sản phẩm này thì hãy dùng nhiều lên. Vì cái sản phẩm này thấm rất là nhanh, nó cái dạng essence nó rất là watery, tức là nó rất là lỏng, nó rất là nước và nó ráo rất nhanh. Nên nếu các bạn mà dùng xong, các bạn dùng nhiều á, các bạn bôi thấm như thế thì vẫn ok.
mình có thể hiểu được tại sao sản phẩm này hot gần đây, tại vì nó không bóng này, nó cũng không lên tông này, nó rất là lì ở trên mặt, nó không bị bóng mặt á, và nó không có cái cảm giác là mình đang bôi kem chống nắng, mà nó chỉ có cảm giác là mình bôi một cái kem bình thường thôi, nó như kiểu một cái kem dưỡng. Thế nên là cảm giác nhẹ mặt, rất là thích, rất là ráo, rất là khô. Tuy nhiên chỉ có một cái vấn đề là nếu các bạn cảm thấy châm chích, hay là thứ hai là các bạn nên bôi nhiều hơn một chút, thì đấy chỉ là hai cái lưu ý mình hy vọng các bạn sẽ cân nhắc khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Trong cái home debate thì mình thích cái bên Misha hơn rất là nhiều, vì mình sử dụng một thời gian thì mình có check lại thì bên này ấy, nó đều hơn bên này rất là nhiều. Tức là kem nó không bị xuống tông này, nó tản chống nắng rất đều, tức là nó lỏng, tuy nhiên là nó lại có một cái sự che phủ ổn định, nó không bị kiểu vệt. Nếu mà nó càng đặc và nó càng gọi là cái sự che phủ của nó càng dày và đặc, và mình nhìn thấy nó là một màu ấy, chứ không phải là những cái vệt, thì là một cái loại kem chống nắng tốt. Thì cái sản phẩm này che phủ tốt, chống nắng ok. Dựa vào bảng thành phần nhá, thì nó chỉ có hai thành phần chống nắng là Uvinol A+ và Thinosor S. Thì cả hai đều là những cái thành phần chống nắng thế hệ mới. Nó ok, bền vững này, quang phổ rộng này. Nhưng mà mình chỉ cảm thấy nhá, những cái sản phẩm mà nó chỉ có hai thành phần, đôi khi nó không được gọi là che phủ ổn định lắm. Tí nữa các bạn có thể thấy cái sự so sánh ở trên UV Cam ấy, thì là một cái màu xám đậm và một cái màu đen xì. Thì cái đen xì bao giờ nó cũng sẽ bảo vệ da khỏi UVA tốt hơn rất nhiều cái xám đậm. Thì đây là một cái sản phẩm xám đậm như thế, mà hầu hết mình đều thấy là những cái sản phẩm đến từ châu Á đều có cái màu xám đậm khá là quen thuộc. Nên là mình hy vọng các bạn sẽ cố gắng thoa lại mỗi 2 tiếng, đây là điều chắc chắn bắt buộc rồi, vì cả hai cái sản phẩm này ở trên mặt mình ấy, mặc dù cái finish nó rất là đẹp, tức là nó như kiểu các bạn có được một cái màng phim ở trên mặt, lỗ chân lông được mờ đi, da rất ráo, rất mướt, rất thích, không có cast, không có crease, nhưng cái độ chống nắng của nó mình không đánh giá quá cao, nên mỗi 2 tiếng các bạn nhớ thoa lại. Và recap một xíu là sản phẩm này nên dùng nhiều hơn bình thường, và sản phẩm này thì không cần phải dùng quá nhiều. Tiếp theo vẫn là một sản phẩm đến từ Hàn Quốc, đấy chính là Dr. George. Đây là cái sản phẩm thứ hai, tại năm ngoái mình cũng dùng cái sản phẩm này rồi, mọi người cũng đã nhìn thấy mình rồi, mình mua ở Guardian. Thì đây là cái sản phẩm mà có một cái bảng thành phần rất đẹp. Trong sản phẩm này thì có 5 thành phần chống nắng hóa học, có cả thế hệ cũ và thế hệ mới, là Homosalate này, Octinosate này, Octisalate này, Octocrylene và Avobenzone. Thì những cái thành phần này nó kết hợp với nhau và tạo ra một cái cấu trúc mà mình đánh giá là đây là cái sản phẩm tốt hơn tất cả những cái sản phẩm mà mình vừa đã thử về độ chống nắng và che phủ. Trong sổ thì mình có ghi là cái sản phẩm này mình rất thích vì nó tốt và tán đều. Trên UV Cam mọi người cũng có thể thấy là cái nó cũng giống như Misha ấy, tức là cái độ lỏng nước của nó là nó lỏng, tuy nhiên thì nó khác với Watson là nó bôi lên một phát cái độ che phủ gọi là kiểu đẹp, mướt, phẳng mịn. Thì ví dụ mọi người chỉ cần so giữa Misha và với Dr. George thì mọi người sẽ thấy Dr. George đen hơn rất nhiều, tức là cái khả năng chống nắng, cái khả năng chống UVA của nó tốt hơn. Và tuy nhiên nó cũng giống một cái nữa là nó châm chích, nghĩa là khi mà mình dùng thì nước mắt mình có chảy một chút, tuy nhiên một thời gian sau thì nó hết. Thì mình nghĩ đây cũng là một điều bình thường. Lên da thì nó blur nhẹ, tức là nó che phủ lỗ chân lông nhẹ, rất nhẹ thôi, không đáng kể. Nên là nó lót make up ok, nó sẽ không bị lên tông, không bị nóng mặt, đến cuối ngày nó không hề bị xỉn hay là gì cả. Tuy nhiên nó có hương liệu nhẹ một chút, nên là các bạn hãy cân nhắc trước khi dùng. Và tiếp theo là hai loại kem chống nắng đến từ nhà Avène. Đúng ra là mình chỉ thử một cái thôi, nhưng mà mình cảm thấy là có thể nó sẽ khác, mà đúng rồi, nó khác thật. hai cái này đều là best seller của nhà Avène. Một cái là dòng Cleanance, là sunscreen 30 SPF, và một cái là Avène Cream. Cái này là cream nhưng mà 50 SPF. Mình mua để mình có thể đánh giá cho các bạn về cái sự khác nhau giữa cái số SPF 30 và 50, liệu nó có khác nhau nhiều không, có phải số cứ cao là tốt không. Thì cái UV Cam đã có thể cho mình thấy là cả hai bên có độ chống nắng và che phủ khá là tương đương nhau. Vì thực ra ấy, dù bạn có dùng 50 SPF hay là 30 SPF hay 100 SPF thì 2 tiếng sau các bạn vẫn phải bôi kem chống nắng lại, tại vì những cái thành phần hóa học, đấy mình quên không nói ngay từ đầu, đấy chính là những cái thành phần hóa học, dù có một số cái thành phần thế hệ mới nó có cái khả năng chống nắng và nó bền vững hơn, tuy nhiên dù bảng thành phần có đẹp đến đâu thì cứ 2 tiếng các bạn phải bôi lại kem chống nắng một lần. Tuy nhiên một số trường hợp khác
thì các bạn có thể cân nhắc, ví dụ như là trời mưa này, trời âm u này, hoặc là cả ngày bạn ở trong một cái phòng kín, hay là bạn không ở thẳng trực tiếp với cả một cái cửa sổ đầy nắng ấy, thì thực ra là khoảng 3 tiếng các bạn bôi lại cũng được. Nói chung là một ngày thì các bạn nên bôi lại 2 lần. Mình thấy một điều ở nhà Avin đấy chính là có một cái bảng thành phần chống nắng khá là đồng nhất, tức là các sản phẩm mình mua về đều thấy là cái khả năng chống nắng hóa học của nó như nhau. Vì đây, mình chỉ cần nói một bảng thành phần thôi. Trong cái bảng thành phần này chỉ có một cái chất mà mình thấy nổi tiếng nhất ở bên Avin là Uversorb HEB, tức là một cái chất chống nắng hóa học cực kỳ bền vững. Cực kỳ bền vững, nó có thể chống được cái phổ rộng của UVA 2 và UVB, còn UVB 1 thì không. Thế nên là cái Uversorb M và Uversorb F nó sẽ bổ trợ cho cái việc thiếu sót một chút đấy. Mình đánh giá nhé, kể cả trên UV Cam mọi người cũng có thể thấy là nó rất đều, nó tản đều, nó chống nắng tốt, đen xì. Nói chung là mình nhìn đấy là một dấu hiệu rất là tốt. Lúc đầu mình thấy ở trên camera thì mình thấy lúc đầu, những cái lúc đầu tiên mình sử dụng UV Cam mình thấy hơi kê và buồn cười. Tuy nhiên khi mà các bạn đã dùng quá nhiều rồi, mình test đến bao nhiêu loại kem chống nắng rồi thì mình cảm thấy càng đen càng tốt. The blacker the better. Và cuối cùng để tổng kết với các bạn là cái SPF 30 hay là SPF 50 nó có quan trọng đến thế không? Thì nó không. Nên các bạn hãy dựa vào trải nghiệm và cái bảng thành phần và trực giác của chúng mình để lựa chọn hai sản phẩm. Mình đánh giá hai sản phẩm này như nhau dù SPF 30 hay là 50. Và bây giờ thì mình sẽ đến chi tiết hơn những cái trải nghiệm của mình về hai sản phẩm này nhé. Đầu tiên là cream. Thì cái trong sản phẩm này thì chống nắng tốt, tuy nhiên là hơi châm chích gần mắt cái vùng này của mình, thì nó hơi châm chích một chút chứ không phải là cả một cái vùng như những cái loại kem chống nắng khác. Nó không có hương liệu, nó không bị cast, tuy nhiên nó hơi khó tán. Cái này thì các bạn dùng nhiều chắc các bạn sẽ quen hơn thôi. Mình sẽ dùng khoảng 6 pumps cho cả mặt và cổ, và nó dành cho da khô nhạy cảm. Tiếp theo là về Clearance 30, nó kem dưỡng nhiều hơn, tức là khi mà các bạn bôi lên ấy, bạn sẽ cảm nhận cái sự dưỡng, cái sự ẩm nó nhiều hơn là một cái kem chống nắng. Nó rất là giống kem. Và chất kem tán nhanh và dễ hơn, thoáng da hơn là cái sản phẩm cream này. Ít châm chích hơn hẳn, đây là một điều tốt vì da mình rất là nhạy cảm. Khả năng chống nắng thì tương đương, thực ra các bạn nếu mà nhìn kỹ thì nó có khác nhau không đáng kể. Thực sự là không đáng kể luôn. Nó ít hơn một chút xíu, nếu các bạn nhìn thấy hai cái màu này, một cái màu đen hơn một xíu xíu xíu. Sản phẩm này thì oil free, không có dầu, hơi bóng mặt nhẹ. Nó không lì đâu, nó hơi bóng mặt nhẹ và nó có chống nước. Tuy nhiên chống thì mình cảm thấy nó chống nước không được hiệu quả lắm. Tuy nhiên người ta marketing là có chống nước, nên là ví dụ xịt khoáng thì không sao, nhưng nếu mà xuống nước thì các bạn sẽ phải bôi lại. Ít hương liệu, rất nhiều chất chống oxy hóa, đấy là một điều rất là tốt. Nên là với những bạn nào mà da nhạy cảm hay là da đã hơi lão hóa một chút thì các bạn có thể cân nhắc cái sản phẩm này hơn và bôi lại mỗi 2 giờ. Nếu mà da mụn thì mình sẽ thấy cái sản phẩm này hợp lý hơn là cái sản phẩm cream. Và tiếp theo là đến hai sản phẩm thuần hóa học mình rất yêu thích đến từ nhà L'Oreal. Đầu tiên là L'Oreal UV Perfect Super Aqua Essence. Thì đây là cái sản phẩm mình đã lòi con mắt để mình đứng đọc ở Watson về cái bảng thành phần của nó, vì nó rất là nhỏ và trong cả một dàn những cái dòng mà như kiểu lót như thế này, bé như thế này á, thì thường thì nó là kem chống nắng lai hoặc là vật lý. Tuy nhiên thì đây là cái sản phẩm thuần hóa học mà mình có thể tìm thấy được. Và thứ hai là cái sản phẩm mà mọi người đều biết mình sử dụng lâu rồi, kể cả từ cái lúc mà mình hay quay story cách đây 2 năm. Đấy chính là La Roche-Posay Enthalius. Ngày xưa nó gọi là Saka nhưng bây giờ nó gọi là Invisible Fruit. Tuy nhiên thì mình cũng đã mua cả hai cái. Mình có cái Saka cũ và mình có cái Invisible Fruit. Thì cái thành phần chống nắng hóa học như nhau, nó chỉ thay tên thôi nên là mọi người không cần lo lắng. Thì cái hay ở cái nhà L'Oreal là đây là một tập đoàn, La Roche-Posay cũng là thuộc tập đoàn L'Oreal. Thì tập đoàn L'Oreal đã có một cái lịch sử về R&D, nghiên cứu phát triển về những cái thành phần tiên tiến ở trong học rất là lâu đời rồi. Và cái sự tiên tiến mà mình tin tưởng này thì nó có thể đánh giá được luôn qua cái chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm này thì thuần là những organic filters thế hệ mới, và cái sản phẩm này thì có mix sữa cũ và mới. Trong toàn bộ những cái sản phẩm mình review ấy, thì đây là hai cái sản phẩm mà đầu tiên đứng đầu trong cái top đen, tức là có khoảng 3 cái sản phẩm siêu đen và siêu bền. Ở trong hai sản phẩm này hay là hầu hết các sản phẩm kem chống nắng của nhà L'Oreal thì đều có một cái thành phần độc quyền, đấy chính là Mesoral XL hoặc là Mesoral SX. Thì mọi người sẽ thấy nó ghi ở trên bao bì á,
thường thì nó sẽ được marketing là long UVA exposure này các thứ, thì đúng là nó có một cái khả năng chống UVA và UVB cực kỳ rộng, nghĩa là cái độ bao phủ của nó rất là tốt và nó cực kỳ bền vững. Thì đây là cái thành phần độc quyền nên là chỉ có nhà L'Oreal có thôi. Và đầu tiên mình sẽ đến với thành phần chống nắng hóa học của L'Oreal. Trong bản thành phần này thì có 4 organic filters là Uvinil T150, Tintosop Apps, Uvinil A+, và Mistral XL. Thì cái sản phẩm này, cái khả năng chống nắng của nó như mọi người thấy là nó đen xì, đen kịt và rất phẳng, lì, đều. Ok, tốt. Cái lúc mà bôi lên á thì nó y như một cái kem lót bình thường, tức là nó rất là lỏng, nó thấm cũng nhanh. Và đây, những cái mà mình đã ghi là đều này. Tuy nhiên nó có hương liệu nhẹ nhá. Mọi người để ý là cái mùi nó hơi thơm thơm thơm, nên với ai mà da có hơi bị kích ứng thì cần phải xem xét. Nó có châm chích mắt, toàn bộ cái vùng này của mình châm chích mắt. Lúc mà bôi cái này mình vẫn nhớ là một nửa cái sản phẩm, nghĩa là một nửa cái mặt của bên này thì mình hơi bị châm chích và nó tê tê tê, còn mặt bên này thì không sao. Lót make up rất tốt, không có cast, rất là lỏng. Nói chung là nếu mà xét về cái màu, tức là cái khả năng chống UVA ở trên UV cream á, thì nó 19-10 với cả La Roche-Posay ở bên này. Tuy nhiên nó không bền bằng. Cái mặt hôm đấy của mình là mình có đi ra ngoài đường, còn hầu hết những cái sản phẩm mà mọi người test ấy là mình chỉ có ở nhà thôi, nên mình đánh giá luôn được là cái sản phẩm này nó không bền bằng cái bên này. Và tiếp theo là một trong những sản phẩm mà mình yêu thích nhất mấy năm nay rồi. Đấy chính là La Roche-Posay Antelias 50+ Invisible Suit. Sản phẩm này thì ngay khác cái bên này á, là nó không có mùi hương liệu, nên là mình không có một cái cảm giác châm chích gì ở bên này. Nó rất đều, mọi người có thể thấy ở trong UV cream ấy là nó ra đến đâu là nó gọi là mướt đến đấy luôn. Nó đen kịt và nó che phủ, và đấy là một cái dấu hiệu cực kỳ tốt trong một cái loại kem chống nắng che phủ tốt và bền vững. Tuy nhiên thì cái packaging của cái sản phẩm này á, nó ra nhanh lắm, nên là nếu mà ai mà dùng nhiều như mình thì có thể là quen với cái việc mà đổ thẳng lên mặt. Tuy nhiên với những bạn nào mà mới dùng ấy, thì sau khi mà lắc lên như thế này thì các bạn nên cho ra tay một cái lượng mà các bạn sẽ bôi lên mặt. Thường mình hay để là một khoảng như thế này là đủ cho toàn bộ mặt của mình. Vì cái sản phẩm này vì nó rất đều, nó che phủ tốt và nó bền, nên là mình không dùng quá nhiều và nó không bị châm chích mắt. Đây là cái sản phẩm duy nhất mà mình tự tin là nó không châm chích mắt mình, thế nên là mình mới dùng được lâu như thế. Sản phẩm này không bị bết dính, nghĩa là 100% nó kiểu lên mặt là glow luôn. Nó hơi bóng nhẹ. Cái bóng này thì mình lại thích, tại vì là nó bóng cả ngày như nhau, nghĩa là sẽ khiến da mình cảm giác khỏe mạnh chứ không phải là kiểu bị bóng, bị dầu hay là gì cả. Trông nó rất là healthy và nó chống được nước, gió, cát tốt. Mọi người có nhớ mình đi Quy Nhơn không? Xong có một người comment bảo là chị đã dùng cái kem chống nắng nào mà chị tự tin mà đi ra ngoài nắng chụp biển kinh như thế. Thì đây là cái sản phẩm đấy, mình mang mỗi cái sản phẩm này đi thôi. Đến cuối ngày mình test nó vẫn đều như thế. Mọi người cũng có thể thấy ở trên UV cream, sau 2 tiếng đồng hồ thì cái độ đen kịt nó vẫn như vậy, nó cũng không bị xê dịch hay là nó không có một cái gì lớp gì nó len lỏi được qua. Và bây giờ để chứng minh cho luận điểm của mình thì mình sẽ nhìn vào bảng thành phần. Bảng thành phần này cực kỳ ấn tượng. Mình sẽ đọc cho các bạn nhé. Là Oxysalate này, Uvinol T150 này, Tinosop F, Avobenzone Mixeril XL và Mixeril XS. Thế nên là đây là một cái gọi là một cái độ che phủ chống nắng UVA rất cao. Với những ai mà ở trong nhà, ví dụ như những ngày mà mình kiểu không ra ngoài đường, hay là trời có hơi âm u, hay là trời có mưa, hay là mình không tiếp xúc quá nhiều ở với cửa sổ á, thì mình cũng không bôi lại. Và mình muốn nhấn mạnh lại là nếu mà các bạn có một cái foundation, nền tảng chống nắng tốt rồi, thì sau này khi mà các bạn chống nắng lại, nghĩa là reapply lại á, phải thoa lại cái chống nắng á, thì các bạn cũng không bị quá stress nữa. Vì mình chỉ cái lần thứ hai ấy là bổ sung support cho lần thứ nhất, chứ cũng không hẳn hoàn toàn là cái lần thứ hai sẽ kiểu take over toàn bộ mọi thứ và phải chịu trách nhiệm cho sự bảo vệ của làn da đâu. Nên các bạn hãy nhớ là dùng cái base, cái lần đầu tiên á, là dùng cái sản phẩm tốt nhất các bạn có thể. Hai sản phẩm này thì giá cũng cách nhau rất là nhiều. Đây là sản phẩm có 148.000, tuy nhiên thì nó chỉ có 30ml thôi, tức là mình dùng chỉ khoảng một tuần là hết rồi. Sản phẩm này có giá là 475.000. Thực ra là mình cũng chưa bao giờ mua ở cái giá đấy cả, vì mình luôn mua lúc sale. Cái sản phẩm này sale rất là nhiều, nên là với một cái mức giá như thế và độ che phủ như thế, mình cảm thấy yên tâm hơn là một số kem chống nắng vật lý mà mình đã từng dùng. Do đó, khi mà đến sự lựa chọn an toàn thì đây là một trong những cái sự lựa chọn an toàn và rẻ và hợp túi tiền. Và mình thấy 9.5/10 với mình. Và tổng kết lại thì đây là hai sản phẩm đều là tốt. Và nếu mà bạn nào mà phù hợp với cái sản phẩm này thì lucky for you, các bạn giống mình.
Và tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với hai brand mà cũng rất nổi tiếng, đấy chính là SVR và Bioderma. Đầu tiên chúng mình đến với SVR là Sun Secure Blur 50 SPF Optical Blur. Đây là một cái sản phẩm mousse cream, tức là một cái sản phẩm dạng kem, thuần kem luôn, và cái màu nó như một củ cà rốt, và đến lúc mà nó ra thì cái màu nó cũng rất là cam, cam cà rốt luôn á. Lúc mà mình kiểu bôi lên mặt mình đã hơi hoảng hoảng vì nó stain mặt mình thành một cái màu cam nhẹ. Đấy là một ngày mình rất nhớ vì mình đã phải giữ cái gương mặt mà một bên màu cam, một bên tối hơn, nó hơi tan ấy, và một bên sáng hơn bình thường. Nghĩa là hai cái sự phân biệt khác nhau giữa nửa mặt của mình á là rất lớn. Nên là chúng mình sẽ bắt đầu nhìn vào bảng thành phần hóa học trước nhé. Là có Octinoxate, Uvinil T150 và Tinosoap S. Đây đều là những cái chất rất là ổn định và có khả năng chống UVA, UVB, UVA 1 và 2 luôn. Và khá là bền vững. Tuy nhiên khi mà mình test lên á thì đây là những gì mà mình cảm nhận. Đầu tiên là dạng kem như là kem lót, thơm nhẹ, có hương liệu nhưng mà hương liệu ít, chống nắng, spread khá đều, thấm nhanh và dính nhẹ. Tuy nhiên khi mà các bạn spread lên á, các bạn cảm thấy như thế là đều cho đến khi các bạn nhìn thấy Bioderma. Lỗ chân lông mờ nhẹ, phủ mịn như là bôi kem lót, phù hợp cho da nhạy cảm, lão hóa hoặc là nhiều tàn nhang, vì là kem dưỡng 2 trong 1 có SPF, trong này cực kỳ nhiều những cái thành phần chống oxy hóa rất là cao. Không dùng sau khi nằn mụn hoặc là có vết thương hở, hợp với da khô cho đến da hỗn hợp, chống nước mồ hôi, chạm và sờ. Cái này mình đã test vì mình cảm thấy cái này nó rất là bền, nghĩa là nó khá là bền vững ở trên da, khi mà mình có sờ qua ấy thì nó cũng không bị mất đi hay là như hay là bị kiểu siêu dịch ấy. Nó không nói gì đến việc là có sử dụng được cho mắt hay không, tuy nhiên là khi mà mình bôi thì lúc mới bôi thì nó hơi châm chích ở vùng mắt một nhẹ một chút, tuy nhiên là mình cảm thấy chấp nhận được. Và sản phẩm này nếu các bạn dùng thì các bạn hãy dùng nhiều hơn một chút, vì cái khả năng spread, cái khả năng mà tán đều phủ chống nắng của nó ấy không được quá ổn định. Mình cảm thấy thế sau khi mà mình với dùng với cái Bioderma ấy, và cái màu cam của nó lúc mà mình mới bôi lên, mình cứ nghĩ là đến một thời gian nó sẽ kiểu hòa vào với cái tông da của mình ấy, nhưng mà nó không, càng ngày nó càng xỉn đi. Nên cái sản phẩm này sẽ rất là hợp với ai mà muốn da tan, tức là da bóng, khỏe, nâu đậm một chút, thì đây là cái sản phẩm rất là hợp. Tuy nhiên da mình rất sáng nên là nhìn nó trông bị hơi lố ấy, vì mình bôi cái vùng cổ với cả cái vùng người của mình nó màu khác hẳn nhau nên là mình không bôi được. Và như UV cream thì mọi người cũng nhìn thấy là Bioderma Photoderm Laser 50 plus SPF cũng là dạng kem, tuy nhiên là nó dễ tán hơn, nó không quá khô và mịn, và nó như một cái kiểu lớp nhung phủ như là bên SVR, mà là nó hơi phải nói như nào nhỉ, nó khô nhưng mà nó vẫn hơi bóng nhẹ. Đây, dạng lỏng như nước, che phủ đều tốt nên là các bạn không cần dùng nhiều. Ngay khi bôi lên thì nó lên tông nhẹ, tuy nhiên khi mà so với bên này thì là nó lên tông rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy là nó lên tông và phải mất một thời gian cho nó set, tức là khoảng từ 15 cho đến 20 phút để nó hoàn toàn tiệp vào da của mình. Nó không mùi, nhẹ mặt, không cast, hợp với da đang hồi phục lão hóa hoặc là laser hoặc là da nhạy cảm. Đây là một cái sản phẩm rất tốt, nhìn vào bảng thành phần hóa học các bạn cũng có thể biết là nó bền vững, nó đều che phủ tốt. Tuy nhiên sản phẩm này mình không thích vì nó rất ít và nó khá đắt. Nó chỉ có 30ml nhưng mà nó có giá tận 392.000. Với cái lượng che phủ như thế là tốt, tuy nhiên với cái giá này thì mình thấy nó hơi đắt. Nên với những ai mà có làn da rất nhạy cảm hay là vừa mới điều trị xong thì các bạn có thể cân nhắc sử dụng cái sản phẩm này trong một thời gian để các bạn thử xem là nó có hợp với mình không ấy. Hai sản phẩm này đều là hai sản phẩm rất hot gần đây. Đầu tiên là Cosrx Shelfit và đến từ Crave Beauty là Beat the Sun. Đây là hai sản phẩm mới và được mọi người rave rất là nhiều, nên là bây giờ chúng mình sẽ xem là nó có thực sự hiệu quả và tốt và che phủ tốt hay không nhé. Tiên là đến Cosrx Shelfit Snail Essence Sun. Thì trong cái sản phẩm này hầu hết là chúng mình đều có những cái thành phần chống nắng organic filters dạng cũ, thế nên là cái sản phẩm này mình thấy là nó có khả năng chống nắng bình thường, tầm tầm chung chung, không có gì gọi là đáng wow cả. Tuy nhiên là nó đều và nó tán được chống nắng, che phủ tốt. Nó trong suốt, không bết, dính, không cast, nhẹ mặt như dưỡng ẩm. Và cái sản phẩm này khi mà make up lên ấy, wow, đẹp luôn.
Và tiếp theo, sản phẩm này dịu nhẹ, không châm chích, không cay mắt. Đầu packaging này rất là thông minh và nó kiểu bóp ra có một cách có kiểm soát ấy, nên các bạn nếu mà ai mà có cái thói quen mà bóp ra thẳng mặt như mình thì đây là một cái sản phẩm dùng thích cực kỳ, tại vì nó có kiểm soát và nó không bị rơi ra hay là bị làm sao cả. Tuy nhiên là cái sản phẩm này nó nhẹ và mình nghĩ là nó chỉ hợp với những ai mà ở trong nhà, không đi ra ngoài trời, tức là làm việc ở trong nhà trong một cái môi trường không thay đổi quá nhiều, không tiếp xúc với mặt trời quá nhiều, vì mình đánh giá về cái khả năng chống UVA của nó không quá xuất sắc. Và đến Beat the Sun thì mình đã rất hào hứng vì mình nghe rất nhiều lời review tốt về nó. Trong này thì có một cái bảng thành phần khá là tiên tiến. Mình rất bất ngờ vì nhìn là thấy nó rất là ổn định. Tuy nhiên mình sẽ bắt đầu dive in nhé. Đầu tiên là có Uvinil A+, có Titosop S, Uvinil T150 và có một cái thành phần tiên tiến mới mà mình thấy, đấy chính là Isomil Methylcinnamate và Polysilicon 15. Cái thành phần này á, nó sẽ có một cái màu vàng nhẹ và đấy cũng là lý do tại sao các bạn nhìn thấy cái màu của cái Crave Beauty này nó có màu vàng. Tuy nhiên nó không stain như là SVR mà nó ngay lập tức, nó chỉ là cái màu thôi, khi mà lên da ấy, thì nó lại hoàn toàn tiệt vào da và nó không có cái màu gì hết. Sản phẩm này thì dạng lỏng như sữa, đầu packaging có kiểm soát và lượng kem chống nắng da rất tốt, tức là khi mà các bạn bôi lên như thế này các bạn hoàn toàn kiểm soát được, nó như kiểu một cái bút vẽ tốt ấy, các bạn không bị chảy ra hay là các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được là cho ra ít hay cho ra nhiều. Cái này mình rất là thích vì mình chưa thấy có cái sản phẩm nào mà nó kiểm soát được cái lượng kem chống nắng da tốt như thế. Nó không bị cay mắt. Đây là cái hôm mà mình thấy mặt mình rất nhẹ cả hai bên luôn, vì cả hai đều không bị cay mắt, không có một cảm giác châm chích gì cả. Mặc dù hai sản phẩm này có cái thành phần khác nhau và có cái organic filters khác nhau, nhưng khi mà cái performance, tức là cái khả năng chống nắng và cái độ che phủ, độ tán, độ bền thì lại khá tương đồng. Mọi người có thể nhìn ở trên UV cam thì độ che phủ không được tối đa, nghĩa là nó không hoàn toàn đen kịt được mặt mình mà nó vẫn có những cái chỗ trắng, chỗ đen, chỗ trắng, chỗ đen dù mình đã dùng khá là nhiều rồi. Thế nên với hai sản phẩm này các bạn hãy dùng nhiều hơn bình thường một chút, vì cái khả năng thấm của nó cũng rất là nhanh, nhanh cực, mặt nó rất là nhẹ nên là các bạn cứ dùng nhiều hơn một chút. Tuy nhiên mình lại đánh giá đây là một cái sản phẩm thay được cả cho cái kem dưỡng của bạn cơ, tức là cái sản phẩm này nó có cái thành phần chống lão hóa, vừa hỗ trợ cho cái sự chống UVA và UVB mà nó lại vừa dưỡng cho cái da mình nữa. Đây, mình sẽ lấy luôn. Ví dụ, ghi luôn ở trên packaging là beetroot này, melatonin, vitamin C, retrovasol và EGCG, toàn những cái thành phần tiêu chuẩn và thành phần vàng ở trong chống oxy hóa. Và đây là một điều rất tốt, vì thay vì cái việc bạn dùng một cái loại serum chống lão hóa và dùng mới kem chống nắng hiệu quả cao thì các bạn có thể dùng một cái sản phẩm này thôi. Mình vẫn nhấn mạnh lại cái quan điểm của mình, đấy chính là cái khả năng chống UVA của nó không quá xuất sắc như mình đã kỳ vọng. Nên là với các bạn dùng cái sản phẩm này thì hãy thoa lại sau mỗi 2 tiếng để đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất. Nhưng chốt lại thì cả hai sản phẩm này đều cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà có làn da siêu nhạy cảm này, da đang treatment, da đang điều trị, da dùng retinol, da cháy nắng. Nói chung hai cái sản phẩm này dưỡng rất là nhiều nên các bạn có thể yên tâm sử dụng mà không cảm thấy nó quá bị châm chích là gì cả. Và tiếp theo chúng mình sẽ đến với một sự đa dạng ở trong trạng thái sản phẩm, đấy chính là dạng thỏi. Đây là cái điều mình rất là thích lúc mà mình sử dụng á, mình rất thích sự tiên tiến và cái sự thay đổi ở trong skincare, thế nên là mình rất thử các sản phẩm. Đây là hai sản phẩm mình đúng luôn là hai cái dạng thỏi khá là nổi tiếng. Một cái là Fade in Face, cái này mình mua ở Watson, và một cái là Supergoop, cái này cũng mới nổi ở bên Mỹ. Đây là một ví dụ rất tiêu biểu để mọi người có thể nhìn thấy được là hai cái sản phẩm đến từ Âu Mỹ hoặc là đến từ Hàn như thế này thì nó sẽ khác nhau như nào. Mình thấy cái case này nó khá là tiêu chuẩn đấy. Vì thứ nhất là về khả năng chống nắng và thứ hai là về performance, tức là cái texture, cái hiệu ứng ở trên mặt mình nó như thế nào, đều có ưu và nhược điểm khác nhau, nên là chúng mình sẽ bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên là Supergoop, cái này là Glow Stick Sunscreen SPF 50, tức là một cái loại dạng thỏi mà lại có một cái sự phổ rộng, nghĩa là quang phổ rộng nó rất là lớn. Mình chưa bao giờ dùng một cái loại stick vì á, có một cái vấn đề như này, khi mà các bạn dùng cái loại thỏi như thế này, cái mà điều mình sợ á, là nó sẽ bị oxy hóa, nó sẽ bị bẩn, nó sẽ bị giảm khả năng chống nắng. Tuy nhiên thì tất cả mọi thứ không như mình nghĩ. Sản phẩm này nó trong suốt và khi mà các bạn dùng thỏi như thế thì nó hơi giống những cái sản phẩm năng nách.
Mình dùng hai cái này mình cứ có cảm giác như kiểu đang lăn nách lên mặt ấy, cả hai sản phẩm luôn. Nên là với một cái sự trải nghiệm như thế thì mình thấy nó rất là thú vị. Cái glow stick này nó trong suốt nên mình thực sự không cảm nhận được là dùng bao nhiêu là đủ. Cho đến khi mình dùng được UV cam, mọi người có thể nhìn thấy là khi mà mình lướt lên một cái màu đen là cái khiến mình yên tâm. Vì nó đen đậm, đen sẫm, và khi mà lướt đến đâu thì nó đen đến đấy. Do đó, với những ai sử dụng cái sản phẩm này thì không phải là bạn chỉ bôi lên và bạn xoa ra đâu. Mình nghĩ là các bạn nên bôi toàn bộ mặt, sau đấy thì bạn xoa ra, nó sẽ có độ che phủ tốt hơn. Trong những cái lần đầu mình dùng á, thì khi mà mình bôi lên mình kiểu quệt một phát, thì chỉ những cái đường quệt đấy, cái độ che phủ của nó tốt thôi. Còn khi mà mình bôi ra như này thì nó lại bị tản mất đi. Do đó, để hiệu quả sử dụng tối đa cái sản phẩm này thì hãy sử dụng kiểu quệt như này. Tuy nhiên mình không đánh giá cao việc reapply, vì thứ nhất là nó bẩn, thứ hai là rất khó để có thể bôi lên một gương mặt nhầy nhụa cái sản phẩm như thế này. Mình cảm giác experience như thế nên nó chỉ là một cái base tốt thôi. Và đến với bảng thành phần của nó thì vẫn là những thành phần chống nắng hóa học quen thuộc. Tuy nhiên thì cái độ che phủ của nó rất là cao, và kể cả khi mình nhìn lại thì cái độ bền vững của nó cũng rất là tốt. Nên cái sản phẩm này mà các bạn đi ra ngoài nắng rất là ok. Và tiếp theo là đến Faith in Faith Silky Pore Sun Stick. Thì cái sản phẩm này cũng là một cái trải nghiệm mình cảm thấy rất là thú vị, vì mình chưa bao giờ cảm giác là có cái sản phẩm nào mà nó cực kỳ như kiểu một cái đường lăn nách quệt trên mặt. Thế là toàn bộ những cái lỗ chân lông của mình được che phủ, và nó blur, nó mịn, nó kiểu cái làn da mặt mình bên này á, nó như một cái lớp nhung. Cái cảm giác nó rất là thích. Tuy nhiên, vẫn là chữ tuy nhiên, cái khả năng chống nắng của nó lại không được như Super Food. Nó rất lì và khô nên là trên da cảm giác mờ lỗ chân lông như là kem lót. Cách sử dụng cũng giống y như bên này, tức là các bạn bôi cả mặt chứ các bạn đừng quét một đường và các bạn tán ra. Độ che phủ bình thường, không xuất sắc, nhưng da mịn, không xuống hay là lên tông, không bị cast, không có mùi. Hơi khó reapply tại vì nó quá khô ấy, nên là mình cảm thấy cái việc mà bôi lại cũng giống như bên này thì hơi khó. Vì cái sản phẩm Super Goop này, khi mà các bạn nhìn thấy cái texture của da ấy, là da nó rất bóng, bóng dầu, bóng lì, bóng hơi không thoải mái một chút. Với mình thấy là thế, vì với cái lượng mà kem chống nắng mà để nó bao phủ tốt trên da thì cái việc da bị bóng quá, bị nhầy quá là cái việc khó tránh khỏi. Cảm giác nó ẩm ướt chứ không hoàn toàn dính, và nó hơi bị dính tóc nhiều. Tức là ví dụ mà mình để như thế này thì không có làm sao cả, nhưng nếu mà mình xõa tóc ấy, thì nó rất là dính vào mặt. Thì như thế một thời gian dài các bạn cũng sẽ không dùng được cái này nhiều đâu. Cái sản phẩm này khiến mình bị chảy nước mắt, tại vì Avobenzone ngay đầu tiên. Hôm đấy mình bôi hai bên này thì bên này mình không làm sao, nhưng bên này cứ một tí nước mắt lại chảy. Nên là mình nhớ cái đấy rất rõ. Cả hai sản phẩm này đều rất bền nếu không dính nước. Nên nếu mà các bạn ra nắng mà xuống nước ấy, thì mình không recommend hai loại này một tí nào cả. Vì chỉ cần một cái loẹt quẹt nước thôi là nó đã đi rồi. Nên là với hai sản phẩm này thì các bạn nên cân nhắc. Với mình thì là một trải nghiệm hay ho, nhưng với một cái sự gọi là đầu tư cho sản phẩm thì mình cũng phải xem xét khá là nhiều. Và chúng mình sẽ đến với một ví dụ tiêu biểu nữa của Âu và Á ở trong drugstore, tức là những cái gian hàng mà có giá cả hợp lý, giá cả hợp túi tiền. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với Biore. Biore mọi người cũng chắc là biết nhiều rồi, Biore UV Watery Gel. Thì nó cũng SPF 50 PA 4+. Tuy nhiên sau khi mà test lên UV cam ấy, thì mọi người cũng có thể thấy là khi mà bôi lên ấy, tán ra nó không đều. Và có một điều mình không thích là tán mãi nó không khô. Khi mà mình nhìn vào bảng thành phần mình đã kỳ vọng rất là nhiều, toàn là những cái thành phần mà mình nghĩ là nó sẽ kiểu độ che phủ UVA phải thật là lớn, phải thật là tốt, và nó phải kiểu mình đã kỳ vọng rất nhiều. Liệu đây có phải là một cái chống nắng rẻ và nó dùng được thường xuyên không? Tuy nhiên thì mình lại không thấy thế khi mà mình test lên. Sản phẩm này rất là lỏng, không cast, tuy nhiên cái khả năng chống nắng của nó lại không quá cao. Nhưng mình thấy nếu mà các bạn có ở trong nhà, hay là ví dụ học sinh, sinh viên, mình nghĩ thế này là đủ ổn, đủ dùng. Sản phẩm này đối với mình thì lót dưới make up rất ok, rất đẹp. Finishing cũng không quá xuất sắc. Nó lỏng nhưng mà nó lại không thấm nhanh. Mà nó lại thấm rất lâu. Và ngoài ra thì với cái bảng thành phần như này, chống nắng lại không che phủ quá tốt. Nên mình nghĩ đây là một sản phẩm mình thấy đó. Và thứ hai mình sẽ đến với một sản phẩm drugstore, Banana Boat nổi tiếng. Thực sự lúc mà test cái sản phẩm này á, mình chưa đọc kỹ bảng thành phần,
Thế nên là mình đã bôi nhiều và bôi thẳng lên mắt, nhưng mà cô cũng có thể thấy, và nó cay ở một cái mức mà không thể chịu được. Không thể chịu được luôn á, nghĩa là nó cay xong nó rát, nó đỏ, nó đau, nó hơi giống như kiểu bạn bị acid burn ấy. Nghĩa là cái vùng mắt của mình nó chảy nước ngay lập tức và mình đã phải lau kem chống nắng luôn đi. Và cái lúc mình lau mình cũng thấy nó đau cơ. Với cả cái sản phẩm này lúc đầu mình tưởng là nó sẽ kiểu dạng cream lotion vì nó hơi đặc ấy. Nhưng sản phẩm này lại cực kỳ lỏng và nó dày. Nghĩa là dày ở cái texture, nó khá là trắng. Nó lên tông một chút, khoảng 15 phút sau thì nó lại tiệp vào da bình thường. Tuy nhiên là nó có lên tông và cái sản phẩm này rất nhiều. Nó lỏng và nó tán che phủ tốt. Khi mà bạn nhìn vào cái case ấy, các bạn nhìn hai bên so sánh thì có thể thấy bên này nó đen hơn hẳn bên này. Nó là một sự đánh bật hoàn toàn luôn ạ. Thế nên là đôi khi nhìn vào bảng thành phần, các bạn cũng không hoàn toàn đánh giá được là cái sản phẩm đấy liệu có che phủ tốt hay không, hay là sản phẩm đấy liệu cái performance nó có tốt hay không. Nhưng mình sẽ vẫn chọn bên Bioré, vì cái sản phẩm này dù tốt mình cũng sẽ khó mà muốn bôi nó lên mặt một lần nữa, vì cái khả năng kích ứng của nó rất cao. Thứ nhất là nó kích ứng mắt mình, thứ hai là nó kích ứng da mình một chút xíu, nó hơi châm chích. Nên với những ai mà cảm giác da rất dày, rất khỏe và sẵn sàng sử dụng một cái loại kem chống nắng như thế này thì các bạn có thể thử, hoặc các bạn có thể hoàn toàn dùng cho người, cho cổ. Tiếp theo là hai sản phẩm tương đồng mà mọi người cũng request mình thử rất là nhiều, đấy chính là Eucerin, Sunfood và Rich. Thì hai sản phẩm này, cái sản phẩm này được request nhiều hơn và mình có thể hiểu được là tại sao các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu với Eucerin trước. Nó có hai cái dòng lúc mà mình cân nhắc mua. Đầu tiên là kiềm dầu và chống lão hóa. Thì đây là sản phẩm Photo Aging Control, tức là nó chống lão hóa nhiều hơn. Thì cái khả năng chống nắng nó vẫn như nhau, chỉ là cái texture nó cũng giống nhau. Tuy nhiên là cái thành phần chống lão hóa ở bên sản phẩm này thì nó thích hơn. Nên là với một người da khô và suy nghĩ và cân nhắc về lão hóa thì mình sẽ chọn cái sản phẩm này. Còn với những ai mà da nhạy cảm, hoặc là da mụn, hoặc là da dầu, da nhiều dầu thì thử dùng cái sản phẩm kiềm dầu đi. Mình được nghe khá là nhiều mọi người review về cái việc nó tốt. Và tiếp theo là chúng mình sẽ nhìn vào thành phần chống nắng của nó. Và đây là tổng hợp của những thành phần chống nắng hóa học thế hệ cũ và thế hệ mới. Nói chung là một bảng thành phần hóa học rất dài, cũng giống như La Roche-Posay. Đấy là lý do tại sao sản phẩm này cũng là sản phẩm thứ hai mà nó đen kịt khi mà mình test ở trên UVCam. Eucerin là sản phẩm mình có ghi trong này luôn, là kem dưỡng có chống lão hóa, có khả năng chống nắng rất tốt. Sau một thời gian thì nó hơi vón nhẹ. Đây là điều mà mình thấy hơi thất vọng một chút xíu, vì cái khả năng chống nắng của nó rất là tốt. Tuy nhiên là cái chỗ phần này, với phần này của mình đến khoảng một tiếng sau nó bắt đầu hơi vón nhẹ. Và ví dụ mà mình để như thế này thì mình cũng thấy là nó hơi bị bở ra ấy. Tán rất là đều, độ che phủ tốt mà không cần dùng quá nhiều, cũng giống như La Roche-Posay. Nhưng mình thích cái texture của La Roche-Posay hơn là cái này. Ví dụ như bên kia mình không cần phải quá lo lắng về cái việc nó có thấm hay không ấy, thì sản phẩm này để tạo màng thì nó hơi lâu hơn một chút. Nhưng với những ai mà cảm thấy điều đấy ok thì mình vẫn thấy nó không vấn đề. Nó không nhờn rít, ít cast, không cast, nghĩa là cái toàn bộ phần này là không cast. Nhưng mà một lúc sau nó bị bở ra thì mình cũng không dám nói chắc là nó có cast hay không nữa. Không hề bị châm chích, che mờ mịn lỗ chân lông mà không gây bít tắc, rất nhạy mặt và nó trong suốt. Cuối ngày nó cũng không bị xỉn màu. Đây cũng là một cái kem chống nắng mà mình nghĩ là với những ai mà bị mụn, có những cái dấu hiệu hay là có những cái ưu tiên về việc chống nắng, chống lão hóa thì có thể dùng cái này. Nghĩa là ví dụ một cái sản phẩm cho mẹ thì là sản phẩm như thế này mình thấy khá là hợp lý. Và tiếp theo là Urich. Urich thì nó đắt hơn một chút xíu. Đây là sản phẩm Anti-Brown Spot Daytime Care Very High Protection. Mình chọn hai cái sản phẩm này vì nó tương đồng về cái mục đích sử dụng, cái nhu cầu sử dụng ấy. Tức là khi mà các bạn tìm một cái sản phẩm chống nắng mà nó lại vừa chống lão hóa, nó mờ được các vết nám tàn nhang. Nói chung là thực ra là mình cũng không nghĩ là nó mờ được đâu, hoặc là rất là ít để có thể thấy được kết quả. Tuy nhiên là nó cùng một cái categories nên là mình đã cùng so sánh. Thì cái ở Urich thì đây là một cái kem dưỡng thấm rất nhanh và khô ráo. Khác với bên này, nó thấm nhanh hơn rất là nhiều. Khô cong, không dính một tí nào. Tức là mọi người sẽ nhìn thấy một cái mà mình quay á, là một bên nó khô và lì và một bên nó bóng hơn một chút xíu. Thì cái bên khô và lì đấy chính là Urich. Với những ai dùng kem chống nắng mà không muốn người khác biết là mình dùng kem chống nắng, hoặc không thích cái cảm giác kem chống nắng bóng bóng ở trên mặt, thì đây là cái sản phẩm mà nó như thế.
nó hoàn toàn lì như một cái loại kem dưỡng mà nó thấm nhanh khô hoàn toàn tuyệt đối. Bạn nên lấy nhiều kem chống nắng một tí vì cái độ che phủ của nó ấy không tốt lắm. Ví dụ so với bên này thì không tốt bằng, đấy là điều chắc chắn. Bạn có thể nhìn thấy những cái vệt và cái độ không đều tán, nó không được quá đều như là bên này, dù mình dùng đã nhiều. Mình dùng 3 pumps cho cả mặt và cổ là hợp lý, nên các bạn hãy suy nghĩ về việc cái chỗ này nó cũng chỉ có 30ml thôi. Còn sản phẩm này thì là 50ml, mà cái sản phẩm này lại đắt hơn, nên hãy ưu tiên cho những cái gì mà các bạn cảm thấy là nguồn đầu tư đúng đắn. Và một cái nữa là cái sản phẩm này chỉ hợp khi bạn ở trong nhà, vì cái sản phẩm này cực kỳ thấm nước. Các bạn chỉ cần bôi một ít nước lên hay là quệt những thứ là nó đã bay mất chống nắng rồi. Nó không có hương liệu nữa, nên là với những ai mà da nhạy cảm, da treatment, da cần được ưu tiên, thì đây là một cái sản phẩm chống nắng tốt. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với một phần mới, đấy chính là phần xịt chống nắng. Vì phần xịt chống nắng mọi người cũng biết là nó tiện cho cái việc mà chúng mình xịt lại chống nắng mà không cần phải sờ vào mặt. Liệu nó có đúng như thế hay không? Hay là kem chống nắng dạng xịt liệu có tốt bằng kem chống nắng dạng lỏng hay không? Nói chung có rất nhiều câu hỏi và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu trả lời. Trên tay mình là hai loại kem chống nắng dạng xịt nổi nhất bây giờ mà các bạn có thể tìm thấy được, là đến từ Anessa và đến từ La Roche-Posay. Hai sản phẩm này giá khá tương đồng với nhau. Và dạng xịt cả hai đều xịt ra dạng sương khói, chứ không phải là xịt ra dạng lỏng. Có một số tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Thì có hai cái sản phẩm này xịt ra dạng sương khói mà nổi tiếng nhất bây giờ. Và mình sẽ test trên UV cam cho các bạn thấy. Thứ nhất là cả hai cái sản phẩm này đều không có mùi gì quá nhiều khó chịu. Nhưng như những gì mình đã dặn các bạn ở những tập trước, là nếu mà các bạn dùng xịt chống nắng, tốt nhất là các bạn hãy nín thở, đừng ngửi cái gì cả. Nó cũng không phải là cái dạng xịt khóa mà các bạn có thể kiểu nhẹ nhàng phun lên các thứ đâu. Các bạn cần phải xịt gần với mặt. Mình chỉ lấy ví dụ các bạn nhé. Xịt, thay vì xịt khoáng, các bạn xịt như thế này, hoặc các bạn phun sương sương như thế nào cũng được, nhưng riêng xịt chống nắng nhé, nó như kiểu bắn tia lên ấy. Đây, như các bạn cũng thấy là nó ngay lập tức sẽ không có một cái màu gì cả. Nó không phải là xịt ra dạng nước, nên các bạn không cần phải lo. Hai sản phẩm này đều không cần phải chạm vào mặt để gọi là để thoa cho nó đều ra ấy. Thế nên là chúng mình có thể nhìn thấy ngay được là ai đều hơn và ai không, cái performance nó không tốt bằng. Hai sản phẩm này khi dùng các bạn đều lắc lên và xịt đều và dàn trải cận vào mặt nhé. Chứ nếu không mà nó sẽ bị bay hết ra ngoài và nó ảnh hưởng người khác nữa. Do đó khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn tốt nhất là nên đứng ở một góc, tránh xa mọi người, đừng xịt ở nơi công cộng vì sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của người khác. Và đặc biệt là nếu có trẻ con thì các bạn cũng tránh xa ra. Cái sản phẩm này nó sẽ chỉ tốt cho các bạn nếu các bạn reapply thôi. Nghĩa là cái này không thể làm base được. Nghĩa là dù cái sản phẩm này nhé, và sản phẩm này mình test như các bạn thấy sau 2 tiếng là mình đi ngủ trưa. Mình đi ngủ trưa chứ mình cũng không làm một cái gì cả. Nhưng các bạn có thể thấy cái độ bền vững của nó ngay lập tức bị breakdown. Mình không chưa hề đi ra ngoài nắng nhé, mình chưa hề hoạt động gì mạnh, nhưng mà các bạn đã thấy cái sự mà giảm khả năng, giảm cái hiệu suất chống nắng của nó qua thời gian rồi. Hầu hết các loại kem chống nắng dạng xịt đều là kem chống nắng hóa học. Do đó là mình sẽ nhìn vào bảng thành phần hóa học luôn nhé. Cái bảng thành phần hóa học của La Roche-Posay là gồm cả organic filter dạng mới lẫn dạng cũ, homosalate, octocrylene, octosalate, avobenzone, mesyl XL và uvinol T150. Thì cái sản phẩm này với cái lượng broad spectrum mà cũng đã nổi tiếng với La Roche-Posay rồi, thì như các bạn cũng thấy là nó đen kịt và phủ rất đều, rất rất đều. Mình nói chung là mình thấy ok, perfect. Mình đáng túi tiền mình đã bỏ ra. Còn Anessa thì mọi người cũng có thể thấy luôn là cái màu nó khác nhau. Cái màu của Anessa khó mà có thể đọ lại được với cả màu của La Roche-Posay, vì nó khác nhau hoàn toàn, là một cái màu xám và một cái màu đen kịt. Và bây giờ nói đến độ bền thì sau một giấc ngủ trưa của mình thì mọi người cũng có thể thấy kể cả cái màu đen kịt này nó cũng bị breakdown ra y như là màu của Anessa thôi. Tuy nhiên nếu mà để đặt lên bàn cân thì sản phẩm này thực sự bị quá áp đảo luôn. Nên là với cái số tiền đấy thì tất nhiên là mình sẽ đầu tư vào một cái sản phẩm mà mình biết chắc chắn là nó hiệu quả hơn, nó bền vững hơn. Và mình cũng sẽ so sánh luôn với các bạn là có khoảng 5 loại kem chống nắng hóa học dạng xịt ở đây. Thì cái xịt đầu tiên là xịt của Bioderma.
những cái xịt của Bioderma đều ra dạng lỏng, nên là mình thấy nó chả khác gì là cái dạng kem kia ấy, chỉ là nó lỏng thôi. Đây này, khi mà xịt ra các bạn thấy bắn vào phát là nó ra dạng lỏng không, chứ nó không phải là xịt dạng xương. Thế nên là mình vẫn phải cầm tay bôi lại như thế. Thế nên ví dụ, mình chỉ lấy một cái ví dụ thôi, là các bạn ở những cái nơi công cộng mà các bạn không có rửa tay được thì tay bẩn xong sờ lên mặt, hoặc là cái nghĩa là cái reapply thì mình thấy nó không hợp lý lắm. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng một cái chai này mà đi dùng cho cả người ấy, thì mình thấy ok hơn. Avène cũng có thành phần chống nắng y như cái dạng kem kia, dạng kem nổi tiếng của nó ấy. Tuy nhiên thì khi mà cái performance ở trên da mặt mình thì mình không thích lắm. Và cuối cùng là V5, đây là cái sản phẩm Multi Care V5 Cooling Sun Spray của Rainbow La Fer. Mình cũng không biết cả hãng này, nhưng mình mua ở Watson. Sản phẩm này thì đọc từ marketing, tức là khi mà xịt lên mặt nó sẽ mát ấy. Thực ra thì các bạn xịt bất cứ cái nào ở đây nó đều mát cả, chứ không phải mỗi cái này. Tuy nhiên, khi mà đặt lên bàn cân thì cái sản phẩm này hoàn toàn bị áp đảo bởi tất cả những cái sản phẩm mình đã vừa show cho các bạn. Ba sản phẩm vàng ở trong làng kem chống nắng xịt hóa học là ba sản phẩm này. Các bạn sẽ thấy xịt da đen kịt thì cũng giống như là cái sản phẩm dạng thỏi, dạng nước của nó ấy. Thì cái thành phần của nó rất tốt, rất bền. Riêng cái bảng thành phần của nó đã rất là xuất sắc rồi. Và cái performance, cái độ lưu lại ở trên da ấy là nó cũng rất là tốt nữa. Trong 3 sản phẩm này thì La Roche-Posay mình đánh giá cao nhất, vì đây là cái sản phẩm mà rẻ nhất, hợp túi tiền và bền vững nhất trong toàn bộ những cái mà mình đã test. Sản phẩm này dù nó tốt nhưng mà vì cái dạng xịt của nó hơi stupid một tí, nên là mình vẫn thích cái dạng Bioderma dạng cream kia hơn. Nhưng tùy các bạn thích cái nào thì tùy các bạn, vì cả hai cái đều có performance giống nhau, đều có bảng thành phần rất tốt. Nhưng hơi đắt tí. Và Avène này cũng giống như Bioderma, là một cái dạng xịt ra nước y như những cái sản phẩm dạng cream của nó, nghĩa là nó chỉ có thay đổi dạng giữa nước và kem. Nên là các bạn thích nước hay các bạn thích kem thì các bạn hãy chọn cái sản phẩm đấy. Do đó, để đặt lên bàn cân hết thì về cái mức độ tiện lợi thì chắc chắn là La Roche-Posay và Anessa rồi. Nhưng giữa Anessa và La Roche-Posay thì mình đánh giá sản phẩm này cao hơn. Còn về sản phẩm dạng nước thì giữa Bioderma và Avène thì mình sẽ thích Bioderma hơn, vì Avène mình cảm thấy hơi bị cay mắt một chút xíu. Mình biết đến đây các bạn có thể hơi hoang mang vì video này nhiều thông tin quá, nên mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn top 7 sản phẩm kem chống nắng thuần hóa học mà mình yêu thích nhất có quang phổ rộng tối ưu. Đầu tiên là La Roche-Posay Anthelios Invisible Fluid. Thứ hai là Eucerin for the Aging Control Anti-Shine Sun Fluid. Thứ ba là Bioderma Photoderm Laser. Thứ tư là Avène High Protection Cleanance SPF 30 Oil Free. Thứ năm là Dr. Jart Every Sunday Fluid Sun Fluid. Kem chống nắng dạng thỏi yêu thích nhất là Super Goop Glow Stick Sunscreen. Và kem chống nắng dạng xịt yêu thích nhất là La Roche-Posay Anthelios Anti-Shine. Và đây là tất cả các trải nghiệm của mình về kem chống nắng hóa học dạng xịt, cũng là cái kết thúc video này. Mình hy vọng là nó không quá dài. Mình hy vọng là các bạn đã có những trải nghiệm hay là những thông tin hữu ích để lựa chọn cho mình một loại kem chống nắng phù hợp với bản thân. Thực ra kem chống nắng mình thấy rất khó để có thể chọn được một loại kiểu tiêu biểu hay là một loại mà có thể phù hợp với đa số, đại số, rất là khó. Nên là mình hy vọng là với những cái thông tin mà mình có và mình chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ dễ dàng hơn để có một cái động lực đi ra ngoài để thử những cái loại kem chống nắng đó. Mình hy vọng là tất cả chúng mình sẽ tìm được một loại kem chống nắng phù hợp với bản thân, phù hợp với túi tiền, sử dụng thường xuyên, yêu thương nó và cùng nhau bảo vệ làn da mình thật là tốt trước ánh nắng mặt trời, trước sự ô nhiễm, trước sự lão hóa. Và đến đây là kết thúc video rồi. Mình cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình đến tận bây giờ. Chúc các bạn có một làn da khỏe mạnh và hy vọng những thông tin của mình mang đến đã hữu ích và là những cái chia sẻ giúp các bạn lựa chọn hay là cân nhắc những cái sản phẩm được tốt hơn. Chúc các bạn may mắn và chúc các bạn có một làn da thật khỏe đẹp. Tạm biệt các bạn. Xin chào mọi người, nếu các bạn xem đến đây thì đây là một sneak peek nhỏ. Thì đây là hai cái sản phẩm kem chống nắng hóa học dành cho cơ thể mà mình lỡ mua nhầm. Hai sản phẩm này Nivea và Banana Boat, một cái có SPF là 110 và một cái có SPF chỉ có 30. Tuy nhiên khi mà mình test ấy, thì cái sản phẩm 30 này tốt hơn sản phẩm 110 này rất nhiều. Nên một lưu ý nhỏ với các bạn là cái SPF này nó thực sự không quá là chuẩn xác đâu. Các bạn đừng tin vào số to hơn là sẽ bảo vệ các bạn tốt hơn. Do đó thì chúng mình hãy tự tin lên và hãy nhìn vào bảng thành phần, hoặc là hãy nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi mua và thử nó nhé. Tạm biệt các bạn.